Thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thời gian qua cùng với sự chung tay đóng góp của các tổ chức cá nhân tài trợ, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã sáng tạo xây dựng nhiều mô hình gây quỹ khuyến học khuyến tài hiệu quả. Điển hình như mô hình ve chai khuyến học ở cơ sở đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, giúp cho rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đến trường, viết tiếp ước mơ, hoài bão của mình, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Đều đặn vào ngày Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, tại khuôn viên giáo xứ Lộc Lâm, phường Hố Nai lại tấp nập với việc thu gom, phân loại ve chai, phế liệu gây quỹ vì học sinh nghèo, học sinh đặc biệt khó khăn của ban khuyến học giáo xứ Lộc Lâm. Mô hình này đã được duy trì thực hiện gần 9 năm qua, số tiền thu được đã tiếp sức cho hàng trăm học sinh khó khăn đến trường, đồng thời động viên kịp thời những tấm gương học tập xuất sắc. Tôi cũng tham gia cái chương trình này gần 9 năm với một chương trình đầy ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao cho công tác khuyến học. Với sự đóng góp của quỹ cộng đoàn trong giáo xứ cũng là một động lực lớn mạnh để cho giới trẻ trong giáo xứ luôn được duy trì và phát triển, để quỹ ve chai khuyến học này vẫn là tương lai phát triển của các em học sinh nghèo. Hoàn cảnh gia đình con khó khăn. Mẹ con làm công nhân, nuôi ba em và một bà, hiện nhờ đen ở nhà người thân. Hàng năm tiền học bổng của giáo xứ thu gom ve chai cho con để con mua sách vở và học tiền phí học tập của con. Con sẽ hứa con học tập giỏi và con chăm ngoan để sau này giúp đỡ mẹ và bà. Được triển khai từ năm 2014, được người dân hưởng ứng tích cực bởi tính thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, là vừa biến rác thải thành tiền, vừa thực hiện phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường chung. Đến nay, mô hình thu gom ve chai khuyến học đã được phường Hố Nai nhân rộng ra 11 giáo xứ trên địa bàn và đã hỗ trợ cho hơn 1.000 lượt học sinh nghèo, học sinh khó khăn có thêm điều kiện trang trải việc học tập với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Lúc đầu thì chúng tôi cũng chỉ có khoảng chục em thôi. Bây giờ là chúng tôi có khoảng 50 mấy em tham gia cái chương trình thu gom ve chai cho quỹ khuyến học này. Sau 9 năm chúng tôi đã giúp cho hơn 300 em tới trường với nguồn thu từ ve chai. Ngoài ra chúng tôi những ngày lễ Tết chúng tôi cũng có những phần quà đến cho những gia đình khó khăn. Các khu phố đều có mô hình về công tác khuyến học. Đặc biệt là ở đây chúng tôi đánh giá rất cao vai trò công tác khuyến học của các ban khuyến học của các giáo xứ. Cụ thể là cái mô hình ve chai khuyến học đã giúp cho nâng cao ý thức của người dân. Mỗi nhà đều quan tâm công tác khuyến học. Khuyến học trước tiên là khuyến học tại gia đình. Bên cạnh đó thì ý nghĩa của việc thu gom ve chai làm khuyến học thì tuyên truyền cho người dân biết rằng sử dụng cái từ không thành có, từ những cái vật dụng bỏ đi, nhưng lại qua cái việc thu gom ve chai đã làm cho một cái công tác khuyến học khuyến tài nó được nhân rộng. Thực tế cho thấy từ mô hình thu gom ve chai khuyến học đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động xã hội từ thiện, tạo sự đoàn kết chia sẻ lẫn nhau để chăm lo cho những mầm xanh tương lai của đất nước. Ngoài ra, thành phố Biên Hòa còn đang triển khai thực hiện tốt các mô hình nuôi heo đất khuyến học, bữa cơm cho em đến trường ở cơ sở,